chào các bạn đã đến với kênh Win Game. Hôm nay, cùng mình chơi trò chơi chọn trái hay phải nhé. Lựa chọn trang phục giữa trái và phải rất thú vị nhưng cũng rất là khó khăn đó nha. Bạn yêu, y to nên mặc gì để thành thư ký giám đốc, trái hay phải? Chọn tóc ngắn thắt bím đi. Tôi chọn trái. Trái hay phải? Chọn áo màu tím có vẻ nền nã. Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Lấy một cái màu đen vớ. Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Vẽ trang điểm đậm. Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Bạn đang đi giày gì vậy? Đi giày cao gót. Tôi chọn bên trái. Tôi mặc cái này có giống thư ký không? Chuẩn bị bên tàu tình yêu cho vợ, nên chọn loại thực phẩm nào? Chọn món chính trước. Vậy chọn cho cô ấy cơm chiên là được rồi. Chọn thêm một món ăn phụ gà rán là được rồi. Làm thế nào một món ăn phụ có thể đủ ăn? Thêm một quả trứng tráng nữa. Chọn thêm một món mì ống nữa. Ăn một cái bánh bao thịt là được rồi. Chọn một loại rau lành mạnh. Mì mướp đắng là cái này thôi. Gia vị mình nên chọn gì đây? Lấy tương cà chin su nhé. Chọn thêm một món ăn nhẹ sau bữa ăn. Một ít bánh ngọt thôi. Cuối cùng chọn đồ uống. Cốc không ngon lắm, nước uống trà là được rồi. Cậu còn không biết mình thích ăn gì nữa. Anh không yêu em chút nào. Năm mới nhất định phải chọn một kiểu tóc kiểu nước ngoài. Em chọn bên trái. Trái hay phải? Là một cô gái cũng sẽ không cưỡng. Lại cái tai thỏ này phải không? Dễ thương quá. Em chọn bên phải. Trái hay phải? Chọn quần áo như thế nào? Chọn một cái màu đỏ nóng đỏ. Em chọn phải. Trái hay phải? Cái áo màu đỏ này phải đi kèm với váy đỏ. Em chọn bên phải. Trái hay phải? Chọn tất như thế nào? Màu đen này hẳn là đã lỗi thời rồi. Năm nay vừa xếp tầng hợp lý nè. Em chọn bên phải. Trái hay phải? Không mặc giày học sinh đâu. Mùa đỏ thật là xịn. Tất nhiên là màu đỏ rồi. Đi đón năm mới thế này có khác gì phong bao lì? Trước khi xem tiếp video, đừng quên like và theo dõi kênh Lim Game nhé các tình yêu ơi. Vợ bên trái rất nhút nhát, người vợ bên phải không vui. Chọn trái. Bạn ơi, anh thật có tầm nhìn. Quần áo này đẹp đấy. Lần này bên trái không vui, bên phải nhút nhát. Chọn bên phải. Vợ này chơi thật đấy, bánh này ngon như anh. Lần này bên trái là nhút nhát. Chọn trái. Hay anh sẽ tận hưởng điệu nhảy múa này. Khi bạn gái hỏi bạn tối nay chúng ta sẽ ăn gì, bạn được chọn một lá bài. Nhưng trước tiên hãy quan sát biểu cảm của cô ấy. Nếu cô ấy là một nụ cười, hướng dẫn là lựa chọn đúng. Nhưng nếu cô ấy đổ mồ hôi, hướng dẫn là lựa chọn sai. Nhất định phải chọn lá bài mỉm cười này. Xin hỏi bạn có nhớ tôi thích ăn món này không? Vậy anh thích em mặc quần áo gì? Lần này cô ấy hỏi chúng tôi mặc quần áo gì, hay là nhìn mặt trước? Ba cái này đều là biểu cảm đổ mồ hôi, nghĩa là cả ba lá bài đều không đúng. Vậy thì đưa cái váy phía sau cho cô ấy. Chị anh hiểu em mà. Quần áo cũng thay rồi. Chọn chỗ nào đi. Tiếp theo là chọn chỗ ăn. Chắc chắn là cái này. Làm sao anh biết tôi luôn muốn đến đây? Hãy cho tôi một bài hát. A few moments later. Hôm nay đi ăn thật sự vui quá. Nhưng anh có biết là em vẫn chưa ăn món chính đâu. Em yêu muốn ăn món gì mà nhìn vui thế? Trái hay phải? Bên trái đẹp. Chọn bên trái. Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Lần này là bên phải. Đẹp hơn một chút. Tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Chiếc váy này hẳn là phải kết hợp với vớ lụa mới đẹp sao? Chọn bên trái. Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Bên trái là giày da nhỏ, bên phải là giày cao gót. Bộ váy này phù hợp hơn với giày cao gót phải không? Tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Bên trái hẳn là trang điểm nhẹ, bên phải là trang điểm đậm, phải không? Vậy tôi chọn trang điểm đậm. Tôi chọn bên phải. Bên trái hay bên phải? Chọn vòng cổ phải không? Chiếc váy này kết hợp với bên trái là vòng cổ phải không? Tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Cái gì đây? Chọn đồ trên lưng cửa. Bên phải là cạnh da, bên trái là ba lô. Vậy chọn ba lô đi. Tôi chọn bên trái. Ăn mặc như vậy, đi hẹn hò có lạ không? Có vẻ hơi lạ. Kết hôn mặc thì nhất định phải mặc khăn trùm đầu. Em chọn bên trái. Trái hay phải? Khăn trùm đầu phải kết hợp với váy cưới. Tôi chọn phải. Trái hay phải? Cái này là cái gì vậy?
chắc chắn là mang theo vòng cổ, em chọn bên phải. Trái hay phải, sau đó lấy thêm một cái bó hoa nữa, em chọn bên phải. Trái hay phải, trang điểm hoặc lâu hơn, em chọn bên phải. Em thân mến, tại sao em lại mặc cái này? Anh đâu có nói là đám cưới kiểu Trung Quốc, làm sao đây, thôi miệng em xinh là được, đúng không? Hôm nay chúng ta dọn nhà. Chọn trái hay phải? Ở đây có hai bộ quần áo, đi dọn nhà phải đi kèm với mũ trùm đầu bên phải. Em chọn phải. Trái hay phải? Trang phục hầu gái này, em chọn bên trái. Trái hay phải? Đeo thêm một cái vớ màu trắng nữa, em chọn bên trái. Trái hay phải? Thêm một chiếc găng tay màu đen, em chọn phải. Trái hay phải? Thêm một đôi giày đế phẳng nữa, em chọn phải. Mặc như này, anh yêu lại chê xấu là sao? À? Bạn chọn trái hay phải? Đi chúc mừng năm mới, vậy nên chọn màu lễ hội. Rất phù hợp, tôi chọn trái. Trái hay phải? Mũ chọn bên phải, tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Quần áo hay là chọn váy đi, tôi chọn phải. Trái hay phải? Mặc váy có vẻ hơi lạnh, khi chọn khăn choàng, tôi chọn phải. Trái hay phải? Mặc váy chọn vừa cao, tôi chọn phải. Trái hay phải? Tôi thích giày cao gót, màu đỏ, chọn bên trái, tôi chọn bên trái. Năm mới ăn mặc êm, như vậy có lạ không? Sai mất rồi. Trái hay phải? Nếu khiêu vũ, hãy mang theo vòng tóc này, tôi chọn bên phải. Trái hay phải nhất? Định phải chọn bên phải, cái này đẹp, tôi chọn phải. Trái hay phải? Khiêu vũ chắc chắn, mặc bên trái, không chọn bên trái. Trái hay phải? Quần đùi này cũng quá ngắn phải không? Chọn quần dài bên phải chứ, tôi chọn bên trái. Mỹ phẩm trái hay phải? Chọn nhiều hơn, tôi chọn phải. Trái hay phải? Nếu giày thì chọn giày cao gót màu đỏ đi, tôi chọn bên trái. Có lạ không khi tôi nhảy lâu như vậy? Không lạ, mà trông như con điên. Thậm chí còn có cái gì để mặc? Mặc thoải mái là được. Chọn bên nào để ly hôn và mặc như thế nào? Vậy thì nghe tóc của bạn gái chọn một cái cầu thả nhé. Tôi chọn bên nào? Chọn thêm một cái tay áo nữa. Tôi chọn bên nào? Đội mũ vịt trên đầu. Tôi chọn bên nào? Chọn thêm một chiếc quần cà tân hoa lớn. Tôi chọn bên nào? Đắp mặt nạ. Tôi chọn bên nào? Quần áo thì chọn một chiếc váy dài màu đỏ nhé. Tôi chọn mẫu. Bạn xem bạn có giống một người bình thường không? Rất tiếc phải thông báo cho bạn, tôi xong việc với bạn gái của bạn rồi. Em yêu, nhanh chóng nhận xong màu xanh lá cây với anh ấy. Năm mới tôi chọn kiểu tóc Trung Quốc bên phải, tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Quần áo chọn màu trắng, bên này bảo thủ hơn một chút, tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Năm mới chọn váy dây treo màu đỏ cho lễ hội, tôi chọn bên phải. Trái hay phải? Chọn màu đen tất bên này, so sánh với bộ đồ này tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Năm mới thích hợp trang điểm nhẹ chọn bên trái, tôi chọn bên trái. Trái hay phải? Dây chọn màu trắng đẹp, tôi chọn bên trái. Mặc như vậy có lạ không? Dù sao thì tôi cũng thấy đẹp lắm. Các bạn nghĩ sao? Chơi trò này không tệ. Lần này bên phải là nhút nhát, chọn bên phải người ta rất ngại. Hóa ra đổi sang bộ đồ đỏ, vợ bây giờ đẹp hơn. Lần này bên trái là nhút nhát, chọn bên trái, người ta dễ thương như vậy sao? Rất dễ thương. Lần này bên trái là mím môi, bên phải này không có biểu cảm. Lần này chọn bên trái thử xem. Anh thật sự muốn chơi điện tử à? Thất bại rồi. Nếu là bạn sẽ chọn sao đây?